Chào các bác nha. Thì dạo gần đây rất nhiều bác hỏi em cách nha. Pha cái mồi cám tổng hợp Coca Vui ấy. Đặc biệt là cái cám chiên riêng chép mùa đông này. Thì nói chung là các bác nãy về, nhưng mà nhiều bác xem cái video trước của em thì không nói chung là cái cách áng chừng cái mực nước của các bác ấy nó còn chưa được tốt đấy. Hôm nay em sẽ làm một clip chi tiết cách pha bằng cái, đây các bác kiếm nhầm cái nắp này nhé. À, nó có và nó chia theo từng ấy này, từng mức này, 40 ml này, 80, 110 này. Các bác lấy một cái ca bất kỳ nhé, nó có cái chia cái tỷ lệ này đấy. Thì tỷ lệ pha mồi với nước như nào để cho nó câu cho nó chuẩn, mồi nó vừa mềm đủ mà nó không bị không không bị nhão quá mà không bị rắn quá các bác nhé. Đầu tiên là em sẽ lấy một cái ca mồi này 110 ml nước này, à của em là 110 ml, một ca này chắc chưa được một lạng đâu, chưa được lạng mồi đâu. Cái kia thì em pha bằng cảm quan thì nói chung là em pha quen rồi thì pha được. Nhiều bác cái cảm quan kiểu các bác mới mới câu cảm quan chưa được tốt. Đây, một cái ca đầy các bác nhé, một ca đầy cám, tỷ lệ 1:1 các bác nhé, một ca đầy cám thì một ca đầy nước. Như vậy là ổn các bác nhé, cứ một ca đầy cám. Đấy, một cái nắp này đầy cám này. Đấy, một nắp này đầy cám thì một nắp đầy nước, tỷ lệ 1:1 các bác nhé, thì là cái mồi pha là nó mềm vừa đủ, nó không bị nhão quá mà cũng không bị khô quá. Thì các bác cứ để như này tầm khoảng, đây các bác để như này tầm khoảng 5 phút, thì các bác muốn câu nó dẻo hơn thì các bác nhào kỹ lên một chút. Đấy, còn nếu các bác là muốn câu tơi bình thường thì đấy nguyên như này câu cũng được. Đấy. Và bây giờ thì câu các bác nhé, xào được câu thôi. Mày đây. Còn đầu tiên coi nhé, can chậm lắm. Mùa này các bác nên đánh cần dài nhé, các bác nên đánh cần 4,5 m đó lên, mình xa ra cá sẽ ăn mạnh hơn. Nhưng mà đánh cần 36 này này em đánh cho thói quen, nhưng mà thực ra là phải đánh 4,5 m, cho đánh 36 hơi với. Mày này. Con thứ hai cắn nhẹ lắm, vươn dài cần ra thì cá đó, kiểu mùa này nó cá lạnh, nó ít đi, nó ít di chuyển lắm, ít di chuyển. Tìm kiếm thứ hai thì các bác đánh xa xa bờ tí, cá nó ít vào gần bờ, đặc biệt những khu vực nào mà có kích điện nhiều ấy.
người ta hay dò kích trong bờ, mình đánh vươn xa tí. Mày này, con vẹt. Mùa đông năm nay khoai thật, gọi cầu khoai thế, khoai kinh khủng luôn. Chiều nay mùa đông cầu khoai thì khoắm như rồi. Mày này to này hả? Hãy coi như con này phải xước gì giật nó cảm giác. Đọc mấy con tin hin nữa giật thôi. Không cảm giác mấy. Năm chuyên gia thập ký cũng khác, cuối cuối thập ký rồi. Câu cá nó còn khó khăn, câu cá nó còn khó khăn. Mày này ăn nhẹ đi, giữ mãi nó mới ăn này, cái béo quá. Giữ mãi nó mới nuốt được mồi. Cá thì nhỏ, gió thì to, mũi thì ngạt. Ui giời ơi cái cuộc đời. Mày này rồi lâu lắm được con dọc như sướng. Úi giời to, úi giời to quá, mãi được con to. Mày này cắn chậm này, mày này ui to, ui to quá mà cắn nhẹ kinh.
Mày đây đó. Ừ. Khỏe phết nhỉ. Con cá vàng to mà sao khỏe thế. Cá vàng. Được biết con này ăn sướng. Ui. Không quá. Đâu đâu được kia. Đi cắm cảm giác. Giống cá vàng nó chạy nước đầu khỏe lắm. Cũng chạy chỉ điên đi. Nên chạy chỉ được nước đầu thôi. Giống cật cỡ. Câu cái con sóc bọ này hay thật. Vừa réo vừa đấy mình cá giết sướng đóng một cả vẹt phi bành lên này bành lên này cái tí. Ui. Ơi giời. Cắn nhà chừng khoảng 2 tiếng rồi. Lâu thì được còn, thỉnh thoảng được còn. Đây rồi. Thành quả các bạn cũng được hơn cân cá đấy nhưng hôm nay không quay được nhiều cánh vì hôm nay nó cắn nó ăn nó không tập trung rồi. Nó lâu rồi được phát những cái lúc quay thì không không được cá và lúc không quay được cá quay lại cái điểm này câu nhưng mà không không thua các bạn quay lại cái điểm cũ câu cá cũng không cắn nên em chuẩn bị đò về đó. Hiện tại em đang có bán cái lưỡi câu câu nhé. Lưỡi câu cá giếc này. Lưỡi 0.3 và 0.5 không ngạnh. Lưỡi vàng 2.500 một cái. Một em có bán 10 cái 25.000 các bác nhé. Thì bác nào cần cái lưỡi câu giếc này thì liên hệ. Đặt hàng cám bên em thì em sẽ bán kèm thêm cái lưỡi luôn. Em không bán lẻ nữa các bác nhé. Mà ở đây cáp thì em bán kèm rồi bởi vì thực ra bán này nó trả lời lãi mà gì cái gọi kèm cho các bác để các bác muốn câu cá giếc thì nó kiếm lưỡi cho dễ thôi thì em được vừa em lấy mấy trăm cái về dùng dần. Đây, cá mưa cá ngon phết được một con cá được con này kỳ cục các bạn nhìn to con này dã man con ngan luôn các bạn nhìn này ấy con cá giếc cá rừng to dã man một con vèn đấy to rồi chuẩn bị lên đường về được vậy thời tiết bây giờ nó kiểu nó đặt đang đặt rất đậm rất hại toàn 10 độ 11 độ sờ tay xuống nước nó giá lắm nó không ấm. Bữa trước em câu em sờ tay nước nó ấm nên câu cá ăn mạnh lắm nhưng hôm nay nước có giá câu chả cắn mấy nói chung là trông móm được thôi. Bye bye các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. À quên, bác nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like đăng ký và chia sẻ video nhé.